đồng hồ Patek Philippe chế tác của Kỳ Lân Luxury. Đây là một cái đồng hồ Patek Philippe đúc bằng vàng nguyên khối, chế tác bằng vàng nguyên khối và đính kim cương thiên nhiên. Đây, toàn bộ trên mặt vòng bezel này đó là đính một cái viền kim cương Burgess Kỳ Lân đang chọn để sử dụng cho đồng hồ chế tác này. Nó thuộc trong top nước DEF và độ sạch là VVS1, VVS2. Đôi khi mình cầm một sản phẩm, Kỳ Lân tư vấn là diamond và thiên nhiên và có giám định đầy đủ rõ ràng, thì quý khách chỉ biết là trong giấy tờ và Kỳ Lân đảm bảo như vậy thôi. Còn quý khách về mà tự đi giám định nữa thì nó sẽ củng cố cho cái niềm tin nó tuyệt vời. Khi mà một ai đó hỏi sản phẩm của mình là chất liệu gì, chất lượng gì, thì quý khách trả lời mà tự tin tuyệt đối luôn. Và toàn bộ cái thân vỏ này được đúc bằng vàng khối O750.